Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay có một chiếc xe 5 cộng 2, 7 chỗ Nhập khẩu nguyên chiếc, có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu đen Đó là một chiếc xe Honda CRV phiên bản G, sản xuất là 2018 Đăng ký tên tư nhân, chính chủ sử dụng từ đầu Những chi tiết đường LED của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng hoàn hảo Cảm kết rõ cho anh chị và các bạn Xe không đâm va, không gặp nước, bao trách test toàn quốc anh chị bạn có thể là qua xem xe tại cửa hàng là ô tô chất số 91 Nguyễn Tránh Yên Hòa cầu giấy Hà Nội để có thể xem xe và lái thử đơn vị sẽ có cam kết rõ cho anh chị và các bạn các hạng mục về chất lượng của chiếc xe cũng như bảo hành 6 tháng hoặc 5.000 km cho anh chị và các bạn với chiếc xe Honda CRV phiên bản G2018 đơn vị có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe Thông tin cụ thể thì anh chị bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ để các bác có thể sở hữu một chiếc xe trang bị đầy đủ các tính năng an toàn trên mẫu xe CRV phiên bản G 2018 này như hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động này, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo cũng như là chống bọc cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử cũng như là hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang ngang dốc cũng như là có trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ cam đùi rồi là cảm biến khóa cửa tự động túi khí an toàn với những chi tiết đường led của nó cũng vẫn còn rất đẹp ạ à. với phiên bản khờ nó sẽ là phiên bản giữa nó sẽ ngoài ra thì nó sẽ có phiên bản cao cấp nhất là phiên bản n gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ đầy đủ chi tiết đường led để anh chị bạn có thể đánh giá chất lượng chiếc xe cùng em xe vừa mới về em chỉ mới có rửa lức lã thôi chưa hề dọn dẹp gì cả chi tiết đường led ở bản G này thì nó sẽ kém hơn bản N ở cửa sổ trời cũng như là hệ thống cốp điện cùng với một số như hệ thống như là đèn gầm là dạng led với bản N còn bản này thì nó sẽ sử dụng là đèn halogen đây là những cái chi tiết về keo chỉ cũng như là đinh tán ở phần cốp của chiếc xe để các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em những chi tiết đường led của nó cũng còn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao và chủ thì cũng rất là giữ gìn với không gian ngồi 7 chỗ. Hệ thống cụm đèn hậu dạng LED hình chữ L ôm giữa phần thân xe và phần đuôi xe, tạo điểm nhấn khi nhìn về đuôi xe. Với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe nó chỉ sử hết 8,9 lít cho đường trong đô thị và 6,9 lít ở chuẩn kết hợp. Ngoài đô thị rơi khoảng 5,7 lít. Cho khối động cơ 1.5 turbo. Đây là những cái chi tiết về cái phần cánh cửa của chiếc xe thì chị bạn có thể thấy được những đường LED để các bác có thể đánh giá được là xe nó có bị đâm va hay thay thế gì không Gầm bệ rồi là những cái chi tiết à, ghế ngồi Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe thì các bác có thể tham quan cùng em Nó rất là hoàn hảo Hệ thống trần của chiếc xe trang bị cửa gió điều hòa trên nóc trần Cũng như là chính giữa trung tâm ở hàng ghế thứ hai Kính đã được dán kính màu rồi anh chị nhé Với một chiếc xe màu đỏ đu này thì nó cũng rất là ít trên thị trường và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về không gian nội thất của chiếc xe để có thể tham tan kỹ hơn với hệ thống keo chỉ đinh tán này phần táp ly cánh cửa các phím điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương những phần bọc da ốp gỗ à, giả vân gỗ anh chị nhé Đấy, những chi tiết đường led để các bác có thể tham quan cùng với đó thì nó cũng có trang bị đầy đủ những tính năng tiện ích để anh chị bạn có thể trải nghiệm như hệ thống ghế chỉnh điện thảm trải sàn và đây là vi năm sản xuất của chiếc xe thì anh chị có thể xem qua đây. Với năm sản xuất là 2018. Những đường LED để các bác có thể tham quan cùng em chất lượng ghế ngồi. chi tiết rất đẹp ạ. Xe thì có hệ thống dàn làm lạnh hai vùng độc lập. Cũng như điều chỉnh, cảm ứng cũng rất nhiều các phím điều chỉnh để các bác có thể điều khiển. Phanh tay điện tử auto hold, điều hòa auto, màn hình giải trí đề lột start top lẫy chuyển số thể thao. phía sau thì nó có trang bị đồng hồ hiển thị thông tin điện tử cũng như là vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Với hệ thống cam hành trình đã được ba chủ ba cái nâng cấp rồi anh chị nhé. Chi tiết đường led của nó thì em sẽ quay qua để các bác có thể tham quan. Và cuối cùng thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan về phần máy móc của chiếc xe để ta này có thể đánh giá kỹ hơn về chất lượng của chiếc xe cũ em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn ngay lúc này với những phần nắp cabo, keo chỉ, đinh tán, mọi chi tiết vẫn giữ được trong tình trạng là nguyên. Đánh từ nhà khách như thế nào thì em quay nguyên như vậy cho anh chị và các bạn đấy. Xem mới chỉ rửa qua thôi, chưa dọn dẹp máy móc gì cả. Và chiếc xe Honda CRV phiên bản G sản xuất là 2018 nhập Thái Lan. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Một chủ sử dụng từ đầu. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá chỉ à, khoảng 790 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn có nhu cầu. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.